Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Chương 7, từ câu 31 đến câu 37. Đức Giêsu lại bỏ vùng Tia, đi qua ngã Sidon, đến biển hồ Galilê vào miền Thập Tịnh. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu và xin người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh ta và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: "Ephphatha", nghĩa là hãy mở ra. Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. Đức Giêsu truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra. Họ hết sức kinh ngạc và nói: "Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả. Ông làm cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được." Người câm điếc trong đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe đã lâm vào một tình cảnh bi đát. Anh ta đau khổ biết bao vì không nói được với ai, cũng như không thể nghe được ai nói với mình. Anh ta không thể hiểu người khác, và người khác cũng khó mà hiểu được anh ta. Cảm thông tình cảnh của anh, Chúa Giêsu đã chữa anh khỏi câm và điếc, để em được trở lại với cuộc sống bình thường. Nên con cần Chúa. Theo quan niệm của người Do Thái lúc bấy giờ, người mắc các chứng bệnh như què quặt, đuôi mù, câm điếc là do chính họ hay cha mẹ của họ gây nên. Hậu quả tật nguyền, bệnh hoạn của những người này là do tội gây ra. Vì vậy, một cách nào đó, người câm điếc trong tin mừng bị coi là những kẻ tội lỗi. Mọi người đều coi thường và không muốn tiếp xúc với anh. Anh quả thật là người bất hạnh. Cuộc đời của anh tưởng chừng như đi vào con đường cùng. Anh sinh ra trong câm lặng và có thể sẽ chết trong âm thầm. Như thế, chúng ta mới có thể phần nào nhận ra lòng khao khát được nói, được nghe, tức là được hội nhập vào cộng đồng của anh. Trong mối tương quan với Chúa và với anh chị em, mặc dù chúng ta không câm điếc về thể lý, nhưng biết đâu chúng ta lại câm điếc về phần hồn. Một sự câm điếc về nội tâm, đó là khi chúng ta không biết dùng miệng lưỡi để ca tụng Chúa, không dám nói sự thật, hay khi chúng ta không muốn nghe lời Chúa, không muốn nghe tiếng Chúa nhắc nhở qua lương tâm hay những người đại diện Chúa, không thích nghe những chuyện đạo đức, trong khi đó lại thích nghe những chuyện không đâu, những chuyện gây thương tổn cho tâm hồn mình. Đằng khác, câm điếc tâm hồn còn là khép kín chính mình, không chịu đối thoại, trao đổi. Như thế, dễ rơi vào tình trạng tự tôn, tự cao hoặc cố chấp. Dần dần, cuộc sống trở nên bi quan, chán nản. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trần gian để cứu và chữa lành mọi vết thương trong tâm hồn và nơi thân xác của con người. Xin chữa lành căn bệnh câm điếc của chúng con, để chúng con biết nói những điều tốt lành với tha nhân, và nhất là biết dâng lên Chúa lời chúc tụng và cảm tạ. Xin cho chúng con biết lắng nghe nỗi khổ đau của mỗi người và mỗi tâm hồn, không chỉ bằng đôi tai
mà còn biết lắng nghe với cả trái tim yêu thương, chân thành và quảng đại. Chúa, xin mơ mắt con biết nhìn kỳ công của ngày trời xanh, tình tu long lanh hoa ngàn cùng muôn muôn phu. Người kia ai đắp nên non sông dài trùng dương mênh mông, chín ngày vì đã thương con thế mà con đâu có hay. Ê pha ta hãy mơ mơ ra, ê pha ta hãy mơ ra, ê pha ta, ê pha ta. Lạy Chúa, xin mở tay con nối liền vòng tay kẻ nghèo, tình thương dâng hiến nơi cho người đời vương tâm tối. Bạn ơi, xin mở đôi tay đón về người thân cô thế, chính ngày ngày đến thăm anh thế mà anh đâu có hay. Ê pha ta hãy mơ mơ ra, ê pha ta hãy mơ ra, sức sống. Lạy Chúa, xin hướng chân con lên đồi ngày xưa căn về, nẻo đường ngài đã đi qua, có ngày còn đâu lẻ loi. Ê pha ta hãy mơ mơ ra, ê pha ta hãy mơ ra.